Anh chị và các bạn thân mến, thưa quý anh chị em và các bạn, là có rất nhiều anh chị em và các bạn hỏi về cái xu hướng thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn sắp tới, và đặc biệt là hôm nay là ngày giao dịch đầu năm của năm 2019, thì có khá nhiều anh chị em và các bạn đặt ra cái câu hỏi băn khoăn này. Thì trước khi đi vào trả lời cái câu hỏi của quý anh chị em và các bạn về cái việc dự báo thị trường Việt Nam năm 2019, thì chúng tôi xin dành ít phút thời gian để đưa quý anh chị em và các bạn đến với cái góc nhìn của thị trường chứng khoán thế giới nói chung, và đặc biệt là thị trường chứng khoán Trung Quốc nói riêng. Đây là một trong những cái thị trường sẽ có ảnh hưởng rất là mạnh mẽ tới thị trường chứng khoán toàn cầu trong giai đoạn sắp tới, đặc biệt là cái kỷ nguyên mà được cho là kỷ nguyên mất mát của Trung Quốc sẽ bắt đầu, và cũng có thể được xem là đã bắt đầu trong cái giai đoạn gần đây. Thì tại sao thì lại có cái kỷ nguyên mất mát của Trung Quốc trong cái giai đoạn 2015-2025, gần tức là được cho là 20 năm trong cái kỷ nguyên mất mát của Trung Quốc. Thì thực tế thì từ năm 2015 tới nay thì thị trường chứng khoán Trung Quốc đã có những cái đợt giảm điểm không phanh và đưa thị trường này đi từ cái mốc là 5.200 điểm với chỉ số công nghiệp, chỉ số Shanghai Composite, từ 5.200 điểm mà giảm sâu nhất của cái giai đoạn trước đó, kể từ tháng 6 năm 2015 tới tháng 2 năm 2016, với mức giảm là lên tới 50%, đưa chỉ số này từ mốc 5.200 về cái mốc thấp nhất là cái mốc xem với mức hiện tại của chỉ số Shanghai Composite với cái điểm là 2.583 điểm, mất khoảng 50% so với những gì mà cái thập niên trước đó mà chỉ số chứng khoán Trung Quốc đã làm được, tức là với cái mốc tăng từ năm 2009 tới cuối năm 2015 là mốc tăng là từ mốc là 1.671 điểm mà tăng lên tới mốc 5.179 điểm, sau đó thì giảm điểm rất là sâu, tạo cái đáy ngắn trong cái giai đoạn là tháng 2 năm 2016 là ở mốc là 2.465, và hiện tại bây giờ thì tiếp tục bị suy giảm do cái ảnh hưởng của cái năm 2018. Thì có mấy vấn đề mà chúng tôi đang so sánh cái sự tương đồng giữa chỉ số Shanghai Composite và cái chỉ số Nikkei của Nhật. Thì thưa với anh chị em và các bạn là chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một chút về cái chỉ số chứng khoán Nhật và cái nền kinh tế của Nhật trong cái giai đoạn 1955 tới năm 1980. Cái điều này thực sự là anh chị em và các bạn chắc chưa có ai để ý và quan sát cái thị trường chứng khoán Nhật cũng như là cái nền kinh tế Nhật. Thực sự thì nền kinh tế Nhật có một cái kỷ nguyên tăng trưởng rất là thần thánh trong cái giai đoạn năm 1955, 65, 75 và đến năm 1975, 80 thì nền kinh tế Nhật bước vào một cái kỷ nguyên, nó gọi là kỷ nguyên mất mát. Người Nhật bước vào một cái giai đoạn mất mát là do có mấy lý do như sau. Sau chiến tranh thế giới lần thứ 2 năm 1945 thì nước Nhật bị người Mỹ ném hai quả bom xuống hai thành phố lớn Hiroshima và thành phố gì đấy tôi không nhớ lắm. Thì sau khi mà ném hai cái quả bom này vào hai thành phố lớn của Nhật thì nền kinh tế Nhật đã có một cái sự tàn phá nhất định và gây ra cả thương vong cả và người và của rất là nhiều. Nhưng mà thực sự thế giới phải kinh ngạc với người Nhật Bản trong cái giai đoạn 1945-1954, tức là trong cái giai đoạn này thì thực sự là cái sự thần thánh, sự kỳ diệu mang tên người Nhật, sự phục hồi kinh tế sau giai đoạn này là rất mạnh. Sau đó thì nó tạo đà cho nền kinh tế Nhật tăng trưởng và phát triển kể từ năm 1955-65-75. 20 năm nền kinh tế Nhật phát triển rất là mạnh, tăng trưởng khá là cao. Đây chúng tôi có thể cho anh chị em và các bạn nhìn qua cái có thể tham khảo qua cái tăng trưởng GDP của Nhật Bản. Tăng trưởng GDP của Nhật Bản chúng tôi vừa lấy số liệu ngày hôm qua. Anh chị chờ một chút, tôi sẽ đọc lại cho anh chị em và các bạn xem cái tăng trưởng GDP của Nhật. Quả tình là trong từ năm 1955 đến năm 1975 thì nền kinh tế Nhật phát triển khá là mạnh, khá là tốt và tích cực. Có thể nói rằng là trong cái giai đoạn này thì đây
GDP của Nhật Bản thì thực sự là rất cao anh chị em và các bạn, khá là cao trong cái giai đoạn 1955-1975. Giai đoạn này thì tại sao nó lại cao như vậy, tại sao nó lại lớn mạnh như vậy, là bởi vì là sau năm 1945 thì bị tàn phá của chiến tranh thế giới lần thứ hai, bị ném bom, thì người Nhật đã quay vào tái thiết kinh tế, và gần như là dưới sự bảo hộ của chính quyền Mỹ trong lĩnh vực quân sự, cũng như là cái sự hỗ trợ của người Mỹ sau khi mà gây ra cái thiệt hại, cái thất thoát cho nền kinh tế Nhật, và cho cả về thiệt hại về kinh tế và thiệt hại về người ở Nhật, thì Mỹ đứng ra làm vai trò bảo hộ và gần như là ký một cái hiệp ước là gần như là bảo hộ hoàn toàn các vấn đề về quân sự cho Nhật. Thì Nhật chỉ có tập trung vào phát triển kinh tế, và từ năm 1945 đến năm 1955 thì giai đoạn demo họ phát triển rất là thần kỳ. Bắt đầu từ năm 1955 tới năm 1975, tức là gần 20 năm, thì nền kinh tế Nhật tăng trưởng với cái mức tăng trưởng khá là cao, nằm ở trên dưới 8% trung bình. Và đây cũng là cái kỷ nguyên mà gần đây chúng tôi đã có một cái video đưa cho anh chị em và các bạn xem về tốc độ tăng trưởng GDP của người Nhật trong cái giai đoạn này, thì bám, tức là vượt lên gần như là tất cả các nước trên thế giới và bám rất sát với lại GDP của Mỹ. Và có những thời điểm thì GDP của Nhật đã gọi là chạm cái mốc khoảng 60 đến 70% GDP của Mỹ. Và bắt đầu từ năm 1975 tới năm 1980 thì cái tốc độ tăng trưởng của Nhật Bản thì giảm đáng kể. Và từ năm 1980 thì người Nhật bước vào cái kỷ nguyên mất mát, nó gọi là kỷ nguyên 1980-1990. Đây là 10 năm mà nền kinh tế Nhật đi vào cái giai đoạn gọi là suy thoái sâu và khá là gặp rất nhiều những cái rắc rối. Tăng trưởng GDP của Nhật Bản trong giai đoạn 10 năm mất trong cái kỷ nguyên mất mát này thì nó chỉ có đạt đâu đó khoảng trên dưới 3% thôi. Và thực sự là nếu chúng ta muốn tìm hiểu thêm về cái quý nguyên mất mát của Nhật thì có thể search trên Google, thì trên cái trang Kiwi Media nêu rất rõ. Đây, thưa anh chị em các bạn, chờ tôi một chút. Cái thập niên mất mát của Nhật Bản thì được cho rằng là tức là đây là một trong những cái thập niên có cái tên gọi khác, đó là cái thời kỳ trì trệ kinh tế kéo dài của Nhật Bản suốt cái thập niên từ năm 1980 tới năm 1990, sau khi mà bong bóng tài sản vỡ đầu năm 1990, năm 91. Sau đây anh chị em bạn, năm 1990-91 thì tốc độ tăng trưởng kinh tế của Nhật thấp hẳn đi, bình quân hàng năm trong suốt thập niên 1990 đến năm 2000. Và tổng sản phẩm quốc nội thực tế của Nhật Bản lẫn tổng sản phẩm quốc dân bình quân đầu người chỉ tăng có 0,5% thôi, và thấp hơn so với hầu hết các nước công nghiệp tiên tiến khác. Cái lý do thì chúng tôi vừa giải thích, cái thời gian thì chúng tôi có thể cập nhật với anh chị và các bạn là chưa đủ. Tức là từ năm 1955 đến năm 1965 thì Nhật mới chỉ là giai đoạn bắt đầu với giai đoạn demo. Còn từ năm 1965, 75, 85 đó là những giai đoạn mà nền kinh tế Nhật mới thực sự là phát triển mạnh. Thì có hai lý do mà nêu cho cái câu chuyện này ở trên các cái nghiên cứu về kinh tế, thì người ta cho rằng là trong cái giai đoạn này thì người Trung Quốc và người Nga thì đang lo hỗ trợ cho Việt Nam, gọi là chiến đấu với lại người Mỹ trong cái giai đoạn mà trước năm 75 là Việt Nam mình là gọi là đang trong chiến tranh. Cái lý do tại sao lại như vậy? Thực tế thì đứng ở các góc nhìn quốc tế thì họ cho rằng là Việt Nam được cho là cái chiến trường thử nghiệm các cái vũ khí của hai phe là xã hội chủ nghĩa và tư bản. Thì trong giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975 thì đây là giai đoạn mà chiến tranh Việt Nam khá là khốc liệt. Và người Mỹ thì đổ không biết bao nhiêu là bom xuống gọi là đất nước Việt Nam. Thì ngược lại ở phía đầu Trung Quốc và phía Nga thì cũng khá là quan tâm và hỗ trợ rất nhiều là nhân tài vật lực, cũng như là thực sự là hỗ trợ rất nhiều về các khí tài, các cái gọi là súng ống đạn dược. Thì cái giai đoạn này thì người Nhật thì hoàn toàn đứng ngoài cuộc và họ tập trung cho phát triển kinh tế. Thì chính vì họ tập trung cho phát triển kinh tế nên họ có một cái kỷ nguyên khoảng 20 năm
tăng trưởng kinh tế khá là cao. Năm 1900 số liệu tăng tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người và tăng trưởng GDP của Nhật Bản trong cái giai đoạn 1960-1975 75-80 thì nó nằm ở cái tốc độ tăng trưởng khoảng trên 7,2%, số liệu chính xác là khoảng 7,2%. Và từ năm 1973 đến năm 1983 và kéo dài đến năm 1983 đến năm 1991 và bước sang từ năm 1991 đến 2000 thì thực sự là cái tốc độ tăng trưởng GDP của Nhật Bản thì nó chậm hẳn. Giai đoạn 1973-1983 thì nó còn có khoảng 2,2% thôi. Còn sang năm 1983 đến năm 91 thì tăng trưởng Nhật Bản có vươn lên được khoảng tầm 3,6%, nhưng sau đó thì bước vào một cái giai đoạn trì trệ hơn. Và một cái thập niên mất mát lớn nhất của người Nhật Bản đó là năm 1991 đến năm 2000 thì tăng trưởng của họ chỉ đạt 0,5% thôi. Và cũng như vậy thì cái tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người của Nhật Bản và cũng dính lại một cái tình trạng chung trên toàn cầu, đó là cái gọi là cái bẫy thu nhập. Tức là cái tăng trưởng thu nhập bình quân đầu người của giai đoạn 1960-1970 của Nhật Bản thì đạt 7,7%. Tuy vậy thì sang 70-80 thì tăng trưởng thu nhập bình quân đầu người của Nhật cũng chỉ đạt có 3,2%. Và bước sang kỷ nguyên 1980-1988 thì Nhật Bản chỉ còn có 3% tăng trưởng thu nhập bình quân đầu người. Và đặc biệt cái quý nguyên mất mát mà chúng ta đang nói tới thì người Nhật chỉ tăng trưởng thu nhập bình quân đầu người tương xứng với lại cái tỷ lệ tăng trưởng GDP của Nhật nằm ở trong cái khoảng là 0,5%. Tức là gần như là chạm với cái mức đáy là không tăng trưởng. Và đây là được gọi là cái kỷ nguyên xấu nhất của người Nhật. Thì nó có rất nhiều lý do về cái năng suất lao động của người Nhật. Thì giai đoạn này thì nó có phần là suy giảm khá là nặng nề. Anh chị có thể tìm hiểu thêm về cái việc là lý do thứ hai, đó là cái câu chuyện là người Nhật bước vào cái kỷ nguyên tức là giảm số giờ làm. Giảm số giờ làm bình quân từ mức là 44 giờ làm mà giảm còn có 40 giờ làm thôi cho một tuần. Hơn thế nữa thì cái điểm rất là quan trọng mà chúng ta có thể ứng dụng cho cái câu chuyện nghiên cứu kinh tế Trung Quốc trong giai đoạn vừa qua cũng như là nghiên cứu kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn sắp tới, đó chính là cái vấn đề nợ động. Thì nợ động thì bao gồm nợ khó đòi và nợ xấu của các ngân hàng Nhật Bản trong cái giai đoạn trước năm 1990 thì thực sự là các cái ngân hàng của Nhật Bản có thể là sẽ có một cái sự phát triển khá là tương đồng với lại các ngân hàng của Trung Quốc trong giai đoạn hiện tại cũng như là các ngân hàng Việt Nam trong lúc này đây. Thì chúng ta thấy rằng là cái nợ khó đòi và nợ xấu là đã làm phương hại nền kinh tế Nhật Bản theo hướng làm cho việc phân phối nguồn lực bị bóp méo. Tức là sao? Tức là rất nhiều các khoản nợ xấu và các cái khoản nợ khó đòi thì được chính phủ khoanh vùng cũng như là chính phủ Nhật khoanh vùng cũng như là tiếp tục bơm thêm cái sự hỗ trợ vào những cái vùng, những khu vực mà làm ăn kém hiệu quả và tạo nên là một cái trào lưu, tức là nơi cần bơm vốn thì không được bơm, tức là những nơi có động lực tăng trưởng, những động lực phát triển thì không được bơm. Lý do là cái tổng nguồn lực của nền kinh tế và đặc biệt là cái tổng nguồn lực của các cái hệ thống ngân hàng trong giai đoạn 1990-1995 của Nhật thì thực sự là nó có một cái giới hạn nhất định. Tuy vậy thì bơm thẳng vào cái khu vực nợ xấu, tức là giống như là nếu như mà có thể ví dụ theo kiểu là một cái con nợ xấu thì giống như một cơ thể người bệnh là bị bệnh. Thì đáng lý ra là nếu mà bị bệnh thì có thể để cho nó chết, nhưng mà thực sự thì không làm như vậy mà cho gọi là tiêm morphine hoặc là cho ngậm sâm để cầm hơi. Nó sẽ dẫn đến là các ngân hàng thường có cái chính sách là giãn nợ đối với các khách hàng thiếu khả năng trả nợ của mình. Và những khách hàng này thực các cái lĩnh vực mà chủ yếu là nó giống hoàn toàn với Trung Quốc và Việt Nam hiện nay, đó là thuộc cái lĩnh vực kinh doanh bất động sản, xây dựng và các tổ chức tài chính và phi ngân hàng. Và những cái lĩnh vực bị coi là kém hiệu suất từ sau khi cái bong bóng kinh tế tan vỡ trước đó. Và hy vọng vào các cái khách hàng này thì sẽ có thể phục hồi và trả được nợ. Thì nó có một phần nào đó hơi tương đồng với cách làm của Trung Quốc hiện tại cũng như Việt Nam mà sử dụng cái VAMC, tức là cái đơn vị mua bán nợ xấu là cầm giữ và hy vọng rằng là cái khoản nợ xấu này thì từ từ tốt lên. Đó là cái cách mà người Nhật cũng đã làm trong cái giai đoạn trước đó. Và họ mong rằng là cái việc họ làm sẽ không làm cho các cái tổ chức tín dụng cũng như là các cái đơn vị nợ xấu không bị phá sản. Nên là ngân hàng thì thường tiếp tục cho khách hàng đang mắc nợ mình tiếp tục vay để khỏi bị phá sản. Và nó cầm giữ, tức là nó đưa một cái hệ số vay nợ của các cái doanh nghiệp kém hiệu quả càng ngày càng tăng cao. Và nó tăng cao tới mức, tức là khi mà cái người vay không còn phụ thuộc vào ngân hàng nữa mà ngân hàng phải phụ thuộc vào người vay. Tức là cái khoản vay đã là quá lớn. Nó lớn tới mức có một cái câu kinh điển trong kinh tế nó gọi là too big to fail, tức là quá lớn để sụp đổ. Thì khi mà một doanh nghiệp mà quá lớn để sụp đổ
thì nó sẽ đồng nghĩa với một cái câu chuyện khác, đó là các ngân hàng phải chạy theo các doanh nghiệp, chứ còn các doanh nghiệp sẽ không có nhu cầu phải chạy theo các ngân hàng nữa. Và từ đây thì các doanh nghiệp ý y với cái câu chuyện là biết được rằng là ngân hàng phải phụ thuộc vào mình, và họ sẽ không lo để gọi là làm ăn hay là thúc đẩy cái việc làm ăn để có thể trả nợ, mà họ luôn luôn tìm ra những cái cách, những cái phương pháp, nó gọi là trong cái kinh doanh nó gọi là nảy sinh cái rủi ro đạo đức, nỗ lực cải thiện hoạt động kinh doanh của họ thì tự nhiên giảm đi, và một cách tự nhiên họ càng có nguy cơ phá sản hơn, là bởi vì cái nỗ lực gọi là làm ăn thì ít đi, biết rằng là nó sẽ có một cái bầu sữa là từ các hệ thống các ngân hàng sẽ bơm tiếp cho mình. Đây là cái cách rất là khá là méo mó trong nền kinh tế. Khi mà được tư vấn giai đoạn này thì người Mỹ đã tới tư vấn cho người Nhật rằng là nên cho các ngân hàng yếu kém phá sản, cũng như là để cho các doanh nghiệp yếu kém là tự làm đơn xin bảo hộ phá sản hoặc là phá sản. Nhưng mà người Nhật lập luận với một cái câu chuyện, thực sự thì Nhật Bản không phải là một nước tư bản mang tính chất hoàn thiện, bởi vì là họ vẫn là cái phát triển theo cái nền quân chủ lập hiến. Tức là khi mà đưa ra cái đề xuất cho phá sản thì họ cho rằng nếu phá sản thì sẽ rất nhiều nhân công và các cái đội ngũ gọi là cán bộ cao cấp sẽ bị sa thải. Thì như vậy là nó đem lại cái sự xấu hổ đáng kể cho người Nhật, và cái việc mà người Nhật thì có cái tinh thần là cái tôi và cái tự ái rất là cao độ. Tức là họ không muốn là bị là xấu hổ vì cái câu chuyện như thế nên họ đã không làm. Và chính cái phương pháp này trong giai đoạn gần đây thì chúng tôi điểm qua cái việc mà bước vào cái kỷ nguyên mất mát của Nhật, để chúng tôi cũng có thể đưa ra một vài cái ý kiến liên quan đến cái kỷ nguyên mất mát của những người Trung Quốc sắp tới sẽ nhiều khả năng có tính tương đồng với lại Nhật Bản sau cái chu kỳ phát triển kinh tế ở khoảng tầm từ 40 tới 45 năm. Trong cái giai đoạn đầu của gọi là demo khởi động thì sau đó thì tốc độ phát triển kinh tế là thần thánh, sau đó sẽ bước vào một cái kỷ nguyên là tốc độ phát triển kinh tế GDP tăng trưởng sẽ chậm lại, và nó được gọi là kỷ nguyên mất mát. Thì cách làm của Trung Quốc như thế nào? Thưa với anh chị em và các bạn là cách làm của Trung Quốc thì cũng hoàn toàn gần giống như người Nhật, và cái tính gọi là chỉ huy cục bộ, tức là đại loại là cái tính tập trung cái quyền lực của người Trung Quốc trong giai đoạn hiện tại thì rất là cao. Cũng có thể là chúng ta đã thấy được rằng là cái việc mà Chủ tịch nước và Bí thư Trung ương Đảng Tập Cận Bình thì đang tập trung quyền lực tại đây. Và cũng chính vì cái điều đó thì người Trung Quốc cũng đang có những cái sai lệch, có thể được gọi là sai lệch trong ngắn hạn, là về cái câu chuyện là sử dụng cái dự trữ ngoại hối khá là lớn của mình, cũng như là cái độ lớn của nền kinh tế Trung Quốc và cái nhu cầu về thị trường khá là lớn, hơn 1 tỷ dân, tức là 1,3 tỷ dân của người Trung Quốc. Thì họ cũng làm giống như Nhật Bản. Trong cái giai đoạn mà những năm trước đó thì người Trung Quốc cũng có một cái giai đoạn tăng trưởng thần kỳ. Khoảng gần 20 năm thì tốc độ tăng trưởng GDP của Trung Quốc là đạt trên dưới 10%. Đây là một trong những giai đoạn phát triển thần kỳ và đã đưa người Trung Quốc từ mốc thứ 8, tức là GDP của Trung Quốc là xếp thứ 8 trên toàn thế giới. Thì trong vòng có một cái thập niên mà tăng trưởng trên 10% thì đã đưa GDP của Trung Quốc là lên vị trí số 2, tính theo GDP, tổng GDP là chỉ sau người Mỹ và vượt qua tất cả các nước, và đạt cái mức khoảng 60-63% GDP của Nhật, của Mỹ. Bên cạnh đó thì nếu mà so sánh về cái tổng thu nhập gọi là thu nhập bình quân đầu người tính theo ngang giá sức mua thì Trung Quốc đã vượt qua người Mỹ rồi. Và vì cái câu chuyện như thế thì người Trung Quốc khá là tự tin, thậm chí cái tôi của người Trung Quốc rất là lớn. Khi gặp những vấn đề liên quan đến việc mà bất động sản Trung Quốc phát triển gọi là thần thánh, nóng nhất trong cái thập niên vừa qua, thì rất nhiều những khu nhà, rất nhiều những khu chung cư và những cái khu gọi là xây nên mà không bán được cho ai, tức là những khu gọi là bất động sản ma, thì được tạo lập và tạo nên một cái nợ xấu khá là lớn và cho cái hệ thống ngân hàng của người Trung Quốc trong giai đoạn hiện tại. Và không khó để nhận ra rằng là kinh tế Trung Quốc đang có những cái dấu hiệu của những cái giai đoạn gần đây thì đang xấu đi một cách gọi là trông thấy. Chúng ta không khó để nhận ra rằng là cái tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc thực sự là rất cao, từ năm 1990 tới năm 2007, đỉnh điểm của tăng trưởng Trung Quốc vượt xa người Nhật, đó là gấp đôi người Nhật luôn. Có hai năm là rất là cao, đó là năm 1992 và năm 2007. Đây là hai năm tăng trưởng GDP Trung Quốc đạt mốc 14,3% theo số liệu báo cáo của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc.
Và rất nhiều năm thì họ đạt cái mức tốc độ tăng trưởng GDP trên 13,9% của năm 1993 và 12,7% năm 2006. Chúng ta tính trung bình bình quân một cả giai đoạn 1991 tới năm 2007 thì bình quân GDP của Trung Quốc đạt trên 10%. Người ta rất là tự hào về điều đó và bắt đầu bước sang cái kỷ nguyên chậm đà tăng trưởng 2007-2015 thì tăng trưởng GDP Trung Quốc tụt xuống dưới 10%. Và đến năm 2015-16-17 thì tăng trưởng GDP Trung Quốc chỉ đạt khoảng 6,7%. Và như vậy là chúng ta không khó để nhận ra rằng là 20 năm tăng trưởng kinh tế Trung Quốc đang có dấu hiệu chậm lại. Và liệu người Trung Quốc có bước vào một cái kỷ nguyên nó gọi là quỷ nguyên mất mát giống như người Nhật hay không thì chúng ta sẽ phải chờ trong 10 năm tới. Nhưng mà theo những cái số liệu đánh giá thống kê cả về cái tỷ lệ gọi là nợ công và nợ doanh nghiệp ngoài ngành của Trung Quốc cũng như là các cái khoản nợ xấu của các ngân hàng Trung Quốc hỗ trợ cho vay đầu tư tài chính, đầu tư chứng khoán cũng như đầu tư bất động sản trong cái kỷ nguyên tăng trưởng mạnh mẽ này thì nó đang đem lại những cái hệ lụy mà chúng ta sẽ thấy trong thời gian sắp tới. Cộng với cái việc là bắt đầu từ năm 2018 thì người Mỹ đang chơi một cái đòn tức là cái đòn gió rất là láo, tức là khơi dậy cái chiến tranh thương mại. Năm 2000 và trước năm 1990, anh chị em và các bạn thì sẽ thấy cái câu chuyện đòn gió của người Mỹ đánh lên nền kinh tế đặc biệt là kinh tế châu Á. Đánh vào cái đồng gọi là đồng bạc Thái Lan, dẫn đến khủng hoảng kinh tế của khu vực châu Á và lan rộng ra cả khu vực, dẫn đến tiếp tục là làm cho cái nền kinh tế Nhật Bản bước vào cái kỷ nguyên gọi là kỷ nguyên mất mát. Thì liệu cái đòn gió của Mỹ trong giai đoạn 2018 là đang khơi mào bởi chiến tranh thương mại thì liệu có đưa nền kinh tế Trung Quốc vào cái giai đoạn gọi là suy giảm kinh tế hay không? Thì chúng ta sẽ chờ trong những năm sắp tới. Nhưng những cái số liệu mà báo cáo sáng ngày hôm nay 2019 của dữ liệu báo cáo kinh tế Trung Quốc thì cho thấy nền kinh tế Trung Quốc đang bắt đầu có những cái dấu hiệu là giảm sốc. Thì liệu có hạ cánh cứng hay không thì chúng ta cũng phải chờ thêm. Tuy vậy thì chúng tôi dự báo rằng là năm 2020-2030 có thể sẽ là kỷ nguyên mất mát của người Trung Quốc. Mặc dù là tỷ lệ tăng trưởng GDP của người Trung Quốc trong cái kỷ nguyên này sẽ không thấp như người Nhật ở cái mốc là 0,5%, có thể sẽ nằm từ 3-4% trong cái kỷ nguyên 2020-2030. Tuy vậy thì với cái mốc tăng trưởng trung bình trên 10%, đặc biệt có những thời điểm tăng trưởng trên 14,3%, thì cái câu chuyện mà tốc độ tăng trưởng GDP trung bình và tốc độ tăng trưởng bình quân thu nhập đầu người của Trung Quốc giai đoạn 2020-2030 đạt cái mốc từ 3-4% thì cũng có thể được coi là cái kỷ nguyên mất mát của người Trung Quốc. Có thể sẽ thấp hơn, cái câu chuyện này nó còn liên quan tới bài toán là cuộc chiến thương mại giữa Mỹ-Trung và những cái vấn đề sắp tới. Thì chúng tôi xin kết thúc video tại đây. Thì mong rằng là những cái sự dữ liệu cập nhật về cái xu hướng của cái giai đoạn kinh tế toàn cầu thì có thể đưa cho anh chị em và các bạn một cái sự suy diễn về góc nhìn của nền kinh tế Việt Nam, liệu có ảnh hưởng của kinh tế Trung Quốc hay không, liệu có đứng ngoài cái xu thế chung hay không, liệu có tận dụng được cái chiến tranh thương mại cũng như những khó khăn của người láng giềng Trung Quốc để có thể tận dụng phát triển, thúc đẩy cái tăng trưởng GDP, tiếp đà của tăng trưởng GDP năm 2018 7.08% và CPI dưới 4%. Thì với kế hoạch 6,8% cho năm 2019 và khoảng kiềm chế lạm phát khoảng 4% cho 2019, liệu chính phủ Việt Nam có làm tốt hơn hay là tận dụng là cái lợi điểm là cái nước láng giềng cũng như là cái lúc có khó khăn giống như người Trung Quốc đã tận dụng khi người Nhật có vấn đề trong 10 năm trước đó để phát triển mạnh mẽ hay không, thì đó là cái điều mà chúng ta cũng còn đang phải chờ đợi và quan sát thêm những cái động thái của chính phủ trong giai đoạn sắp tới. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có thể tận dụng được cái lợi thế là các nước có vấn đề với nhau thì chúng ta phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn sắp tới. Thì qua đó thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy được những cái khó khăn nhất định của thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng và thị trường chứng khoán Trung Quốc nói gọi là đại diện cho thị trường chứng khoán của châu Á và thị trường chứng khoán toàn cầu năm 2019 thì nhiều khả năng sẽ còn những cái khó khăn nhất định. Hy vọng rằng là cái thời gian nó đủ dài cho một cái đợt suy giảm kể từ đầu năm 2018 tới đầu năm 2020 thì đó là một cái giai đoạn gọi là không gọi là suy thoái mà nó gọi là điều chỉnh phù hợp
để chúng ta bước vào một cái kỷ nguyên mới, kỷ nguyên 2020-2030, tận dụng những cái lợi điểm của một cái đất nước mà đang thay đổi khá là nhiều trong cái hoạch định chiến lược kinh tế quốc gia, chuyển từ công nghiệp hóa hiện đại hóa sang công nghiệp và dịch vụ cũng như là nông nghiệp dịch vụ mà chính phủ đang thúc đẩy, và đặc biệt là đang thúc đẩy rất là mạnh mẽ cái vấn đề gọi là khởi nghiệp và thúc đẩy khởi nghiệp trong giai đoạn vừa qua. Thân ái chào và hẹn gặp lại anh chị em và các bạn trong một video tiếp theo. Tôi cảm thấy video này hữu ích thì vui lòng để lại những cái bình luận, chia sẻ cũng như là ủng hộ nhóm bằng việc là đăng ký kênh, chia sẻ video và để lại những cái lời khen cho video này. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em và các bạn trong video tiếp theo.